Anh ơi, gì nhỉ? Anh ra bảo cho em xem cái giấy kiểm định của máy mình nhỉ? Anh tên gì ạ nhỉ? Anh tên là Dũng. Anh là Đỗ Tiến Dũng ạ. Ừ, đây vào đây anh cho xem. Vâng. Đây. Em thích xem cái máy nào? Cái máy anh đang bắn. Vâng. Máy của em ba máy luôn. Cho cả ba máy. Anh bỏ ra nha. Anh bỏ máy ra tôi cho anh xem. Rồi. Nhá, anh không phải quay lại cái này của tôi. Anh cho em xem thôi nhá. Nhưng cái này có phải là cái đầu mặt không? Cái này là của bọn anh, bọn anh chỉ cho em xem thôi, em không được chụp. Ok. Đúng không? Nhưng em chụp mai em lại đi ra chỗ khác chết không được nhá. Anh khẳng định cho em là anh cho em xem. Cho em xem thôi, cho em tham khảo thôi nhá. Nhưng mà cái được chưa? Cái anh cho em xem thôi, không cho em chụp. Nhưng bây giờ em nói sao nào? Bây giờ cái giấy này không phải là cái tài liệu mật của mình nhưng của cái máy này. Mật hay không đấy là việc của bọn anh. Bọn anh không cho em chụp nhá. Được chưa? Ok anh. Ok. Em tắt máy đi. Đây, em bỏ đây. Rồi. Đây. Số hiệu này 856586 này. Rồi. Đây kèm đây. 23540 nhỉ. Nhìn đây 23540 chưa? Nhìn 23540 chưa? Ngày 29 tháng 2 2024 chưa? Của Công an huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương chưa em? Của viện đo lường à? Nhìn này, trung tâm hỗ trợ phát triển này, doanh nghiệp vừa nhỏ à? Tiêu chuẩn tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng này. Nhìn chưa? Thoải mái chưa? Còn cái gì nữa không? Còn xem cái gì nữa không? Có thể làm. Xem hỏi Công an huyện Cẩm Giàng á? Ở ngã ba thị trấn Lê Khách. Nó quay lại. Ừ, quay lại ngã ba kia em kiểm tra. Sáng và chén sắp thưởng cao thế nhỉ? Thôi em ra ngoài đi. Có các anh nào anh em ở Hải Dương ra hỗ trợ em tí nhà em mới bị các anh bắt vào xong. Chốt rồi anh ơi. Giờ là mình thôi anh. Hả? Giờ mình thôi à? Chưa, đã thôi đâu, vẫn đang làm việc thôi. Thôi vẫn được. Giảm hết cả cọc tiêu à? Đây là công an giao thông huyện Cẩm Giàng này. Thì nhà anh nhỉ, hôm nay mình nào đây, mình có cái đợt kế hoạch mình lọc chốt đây không nhỉ anh nhỉ? Đứng gọn vào em ơi. Không, anh em hỏi người bắt em. Ờ, hả? Nay em ở đây, anh mình làm chốt đây, có cái đợt kế hoạch mình làm đây không anh nhỉ? Có. Anh cho em xem được. Anh không cho em xem. Ủa, bọn em cái đấy không phải là tờ bật đâu. Cái đấy cái việc, đấy là việc của anh không cho em không. Xem. Sao lại không cho em xem cái đợt kế hoạch anh làm việc? Thế giờ em biết bọn anh có hôm nay có được lọc chốt đây không? Anh có được, nhưng mà anh không cho em xem. Thế mà anh phải cho em cho kiểm chứng cái đợt kế hoạch của anh nhé. Anh lập chốt đây bây giờ anh phải cái người cứ anh lập chứ mà các anh thích lập đầu lập được.
sao lại không được xem? Anh bảo là anh bảo là không được xem. Đúng rồi. Không được xem luôn. Không xem luôn. Đúng rồi. Cái cây à? Các bác này bảo là không được xem chuyên đề kế hoạch. Không anh ạ. Bên báo đặt bài cỏ. Đường ở trong nhé, chứ không phải đường 5 quốc lộ, đường ngoài này. Đây, các bác đang làm này, cho đài đấy. Cho một xe thùng về rồi. Có hai cái tỷ sửa này mới về. Đây, xe đang đấy để dắt xe về đây. Đường 5 ở ngoài nhé. Đây là đường trong, đường đây là đường trong khu công nghiệp. Cống rất tiếp. Mà từ khóa cửa ngoài, khóa điện, cái chìa khóa điện, cái chìa khóa điện xe thì đây, đây em đây. Bây giờ cây đánh này làm xe 8 ngày. Xe 10 ngày. 10 ngày cơ. Dừng tắt này. Để các anh đánh xe về xỏ xong rồi. Em có đồ gì trên xe không? Có, đi cùng với anh về đó về tàu. Đi chú ý thôi, anh đánh xe về được em đi về. Ừ, đi. Các anh đánh xe về. Đi ngồi đây đi. Xong rồi, lấy ra cầm đi, bên bàn cầm lên rồi. Thế thế ra ra lấy đồ. Ừ, ra lấy đồ. Công nhân anh ơi. Ngày 30 tháng 1 2024 tại cơ quan cảnh sát điều tra. 8 giờ.
cuối cùng. Xem đồ có gì không, bảo bác ấy có lấy ra đây con. Lấy hết rồi. Lấy cho mấy anh có mấy ai của ông. À cái này. Cái chơi bảo cho ông.